Hi, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ làm cái video để cập nhật tình hình những cái thông tin quan trọng của thị trường trong ngày hôm nay. Thế thì trước khi mà đến với cái nội dung của video này thì những các bạn nào mà mới đăng ký xem kênh YouTube của mình thì sau khi đăng ký các bạn hãy nhớ ấn hình quả chuông ở bên cạnh để khi nào mà mình làm video thì các bạn sẽ là những cái người đầu tiên được cập nhật cái thông tin đó và sẽ được cập nhật một cách sớm nhất. Ngoài ra thì các bạn đã đăng ký kênh YouTube của mình thì các bạn không nên bỏ qua kênh Telegram. Thì kênh Telegram của mình đang có trên 1.600 thành viên thì mình vẫn thường xuyên update tình hình lên trên cả kênh Telegram lẫn kênh YouTube, và qua đó thì giúp các bạn nắm được cái thông tin một cách kịp thời và sớm nhất. Ngoài ra ấy, thì trong trong ngày hôm nay, 9 giờ tối ngày hôm nay thì mình đã có một cái thông báo ở trên kênh Telegram của mình, đó là mình sẽ để cái link tín hiệu trade cũng như là những cái thông tin quan trọng đến liên quan đến cái vấn đề tín hiệu của thị trường, thì mình sẽ có một cái group riêng để mà cung cấp cái thông tin này. Thì các bạn nào mà quan tâm thì có thể là tham gia vào cái group đó, và những cái và trong cái thời gian đầu hoạt động thì group này là hoàn toàn chia sẻ, mình sẽ chia sẻ free, và mình muốn là các bạn sẽ là những cái người có được lợi nhuận trên thị trường trước đã, và sau đó thì mình sẽ tính tiếp. Tuy nhiên là mình sẽ rất là cố gắng để mà tìm được cái nguồn thông tin chính xác để mà có thể hỗ trợ được mọi người. Thì các bạn nào quan tâm thì hãy tham gia vào cái nhóm vào lúc 9 giờ tối nay, mình sẽ đăng tải cái link đó lên được không ạ? Quay trở lại với cái chủ đề của ngày hôm nay thì thông tin đầu tiên mình muốn update cho các bạn là liên quan đến giá của Bitcoin. Như các bạn có thể thấy là trong những ngày vừa rồi ấy, cái đợt Bitcoin tụt xuống còn 9.800 ấy, đúng không ạ? Từ 9.800 mà tụt xuống 8.500, thì trong cái lúc mà thời điểm Bitcoin lên 9.800 và các altcoin đã có bắt đầu có sự sụt giảm. Điều này khá là dễ để mà lý giải khi mà họ chốt từ altcoin sang Bitcoin khiến cho giá của Bitcoin được đẩy lên, và sau khi họ đã chốt hết rồi thì giá của Bitcoin đạt mức rất là cao là 9.800 thì họ có cái xu hướng là bán xả Bitcoin để mà chốt lãi sang USDT. Thì giá của Bitcoin đã giảm một mạch từ 9.800 xuống xuống chỉ còn có khoảng 8.600, 8.500 thôi, là một cái mức sụt giảm rất là nhanh. Và đã về những cái bạn nào mà không chốt altcoin khi mà Bitcoin lên đỉnh thì có lẽ là cũng đã chịu một một chút cái lỗ rồi. Thì chúng ta hãy rút kinh nghiệm đợt sau là những cái lần nào mà Bitcoin có cái xu hướng điều chỉnh ấy. Khi nào Bitcoin có xu hướng điều chỉnh là khi Bitcoin chạm được đến cái vùng kháng cự thì Bitcoin sẽ có cái xu hướng điều chỉnh là giảm xuống, thì khi đó các altcoin nó sẽ dễ bị sốc tỷ giá và nó làm cho giá của altcoin tụt giảm nhanh. Thì các bạn hãy chú ý những cái lần như vậy để mà chúng ta có thể chốt altcoin sang USDT để mà có thể bảo vệ tài khoản của mình một cách an toàn nhất. Vậy thì xu hướng của giá của Bitcoin sắp tới sẽ như thế nào? Sau khi giá của Bitcoin giảm từ 9.800 xuống 8.600, 8.700, 8.600 thế thì Bitcoin đang có cái mức hồi phục khá là nhanh. Các bạn có thể thấy là Bitcoin đang duy trì, đang tích lũy ở cái vùng từ 9.000 cho đến 9.350. Mình đang thấy là Bitcoin đang có cái xu hướng tăng lên. Lý do vì sao là bởi vì Bitcoin đã vượt qua được cái đường kháng cự ở cái mức 9.200. Cái đường kháng cự này được tạo ra là bởi những cái người đã đu đỉnh ở cái mức 9.200 này, đúng không ạ? Và sau khi Bitcoin mà tăng lên 9.200 thì những cái người này sẽ có xu hướng là xả, mà Bitcoin vẫn vượt qua được và trụ vững ở cái mức này thì Bitcoin sẽ có cái xu hướng là tăng lên. Và cái mục tiêu tiếp theo của Bitcoin sẽ là mức 9.800. Đấy, như vậy là cái việc xác định được được kháng cự và đường hỗ trợ thì các bạn sẽ xác định qua cái việc là cái đỉnh và cái đáy của giá của Bitcoin. Đó thì tùy theo là các bạn xác định ngắn hạn hay dài hạn. Tuy nhiên là trong ngắn hạn các bạn có thể nhìn rất là rõ cái vùng này, cái vùng đỉnh khi mà Bitcoin được 9.800 chính là cái vùng mà họ mình gọi là cái đường kháng cự. Khi mà có các nhà đầu tư họ đu đỉnh ở trên cái vùng này thì giá của Bitcoin chạm được cái vùng này thì họ có xu hướng là làm sao ạ? Họ bán xả, đúng không ạ? Thì nó sẽ tạo nên một cái vùng kháng cự. Thì các bạn sẽ xác định được cái vùng nào các bạn nên xả và cái vùng nào các bạn nên mua. Và nếu trong trường hợp mà cái vùng kháng cự này được vượt qua, cũng giống như là cái vùng 9.200, đúng không ạ? Vùng 9.200 Bitcoin đang vượt qua và có cái xu hướng là tăng lên. Nếu như Bitcoin căng lên 9.800 và khi Bitcoin căng lên 9.800 mà có cái xu hướng là trụ vững được cái vùng này và tăng liên tiếp thì mục tiêu tiếp theo của Bitcoin sẽ là 11.200. Tại sao là 11.200? Thì mình sẽ phóng to cái biểu đồ này ra để cho các bạn dễ quan sát. Thì nó đều có lý do của nó cả. Mình sẽ zoom lại cho các bạn thấy. Không ạ? Đó. Thì các bạn có thể thấy là cái đỉnh cao nhất khi mà giá của Bitcoin vượt được 9.800 nó nằm ở bên này.
đây là vào đầu tháng 3 thì có khá là nhiều nhà đầu tư họ đã đu đỉnh ở cái mức 11.200 và dẫn tới cái việc là giá của Bitcoin khi mà lên vượt qua được 9.800 và tiệm cận những cái vùng 11.200 thì những nhà đầu tư đu đỉnh ở bên này họ sẽ có xu hướng là bán xả. Vì vậy chúng ta nói là cái đường 11.200 sẽ là cái đường kháng cự tiếp theo nếu như Bitcoin vượt qua được 9.800. Tuy nhiên đấy là cái câu chuyện mà của Bitcoin khi mà vượt qua được 9.800 đã, là chỉ chúng ta hãy tính tiếp đến cái mức là 11.200 có lên được không. Và nếu như mà lên 9.800 mà thất bại thì các Bitcoin sẽ một lần nữa lại giảm về cái đường hỗ trợ là 8.600 đó. Thì khi đó mình sẽ update thêm tình hình cho các bạn để các bạn nắm được một cách rõ nhất. Thì trước mắt cái mốc mà chúng ta quan tâm sẽ là mốc 9.800 đô khi mà Bitcoin đang có cái mức phục hồi khá là nhanh, hiện tại đang là 9.359 đó. Thì để chúng thì khả năng cao là Bitcoin sẽ phục hồi lên được cái vùng 9.800. Thì trong cái khoảng thời gian mà Bitcoin điều chỉnh như thế này thì giá của altcoin đã có cái xu hướng là tăng trở lại. Tuy nhiên là một số altcoin vẫn tăng không quá nhanh. Cái thời điểm mà Bitcoin tụt giá thì mình cũng đã có cái xu hướng là mình ôm lại các altcoin ở giá đáy. Thì hiện tại những cái altcoin mà mình đang ôm nó chỉ tăng khoảng từ 2 đến 3% thôi, vẫn khá là yếu. Thì mình vẫn chờ đợi là Bitcoin tăng lên được 9.800 thì kéo theo là cái dòng vốn sẽ đẩy giá của altcoin tăng trưởng lên. Thì chúng ta hãy cùng đợi xem. Đó, thì cái cách xác định cái cách xác định cái vùng hỗ trợ của cái đường kháng cự của Bitcoin thì các bạn sẽ dùng cái cách như vậy thì các bạn sẽ nắm được tình hình cũng như là đưa ra được cái quyết định đầu tư nó chính xác hơn và nó bảo toàn được cái nguồn vốn của chúng ta hơn. Thì đấy là liên quan đến tình hình của Bitcoin, mình sẽ sớm cập nhật thêm cho các bạn trong thời gian tới. Một cái thông tin tiếp theo là cái thông tin rất là vui đối với các nhà đầu tư. Đó là thông tin liên quan đến cái việc sàn giao dịch NASDAQ sẽ chính thức cân nhắc cái việc mở một cái sàn giao dịch tiền điện tử. Thì các bạn nào mà xem cái video trước của mình thì có lẽ là đã nghe qua về cái sàn giao dịch NASDAQ rồi. Thì đây là một cái sàn giao dịch chứng khoán của Mỹ, và không chỉ có vậy, đây là sàn giao dịch lớn thứ hai ở nước Mỹ và nằm trong top những sàn giao dịch lớn nhất thế giới. Khối lượng giao dịch của sàn NASDAQ lên tới 9.000 tỷ USD trong trong một ngày. Như vậy là chúng ta có thể thấy là khối lượng giao dịch nó rất là khủng khiếp nếu mà chúng ta so với cái tổng vốn hóa của crypto thì không là gì so với cái khối lượng giao dịch của cái sàn giao dịch NASDAQ. Và trong thời gian tới thì CEO của cái sàn giao dịch này đã chính thức thông báo rằng họ sẽ có khả năng rất là cao họ sẽ mở một cái sàn giao dịch về crypto và hỗ trợ cái sàn giao dịch đó. Cái vấn đề mà họ đang gặp phải là liên quan đến cái vấn đề pháp lý của Hoa Kỳ. Thì pháp lý của Mỹ vẫn chưa hoàn thiện những cái thủ tục cũng như là những cái quy định liên quan đến crypto và sẽ cần thêm thời gian để mà hoàn thiện. Và họ đang trong cái tư thế là rất là sẵn sàng để mà hỗ trợ và mở cái sàn giao dịch tiền điện tử rồi. Tuy nhiên là họ sẽ cần phải chờ đợi xem là chính phủ Hoa Kỳ sẽ có những quyết định như thế nào, và qua đó thì họ sẽ xác định được cái thời gian họ cho ra mắt cái sàn giao dịch crypto. Thì cái cách nhìn của CEO của cái sàn giao dịch NASDAQ nó rất là lạc quan đối với crypto, khi mà bà cho rằng là cái thị trường crypto này nó đang là một cái thị trường sẽ phát triển, và cái vấn đề là nó sẽ phát triển đến mức mà trưởng thành khi mà trong cái thời gian ngắn hay là trong cái thời gian dài mà thôi. Và crypto thì vẫn đang gặp vướng mắc liên quan đến pháp lý không chỉ ở Mỹ mà còn rất nhiều đất nước khác. Tuy nhiên là theo thời gian khi mà các quy định được giải quyết thì có thể crypto sẽ là một cái kênh đầu tư bên cạnh những cái kênh đầu tư như là đầu tư chứng khoán, đầu tư ngoại hối Forex, đầu tư vàng, đầu tư bất động sản. Thì rất có thể trong tương lai chúng ta sẽ có một cái kênh đầu tư chính thống, đó là đầu tư về tiền điện tử. Tuy nhiên là chúng ta sẽ cần phải có thời gian để điều này có thể được hiện thực hóa. Và những người như chúng ta là những cái người đang đang nằm ở trong cái giai đoạn thời kỳ đầu thì chúng ta cũng sẽ phải kiên nhẫn. Tuy nhiên là nếu trong tương lai 5-10 năm nữa mà crypto sẽ trở thành một cái kênh đầu tư thì chúng ta sẽ là những cái người đã có kinh nghiệm rồi, và chúng ta sẽ kiếm lợi nhuận một cách tốt hơn. Thì đấy là một cái thông tin rất là tích cực về cái tương lai của tiền điện tử trong tương lai. Thì mình rất là muốn cập nhật cho các bạn cái thông tin này. Và một cái thông tin nữa rất là quan trọng, đó là liên quan đến cái sự việc là cái ví My Ether Wallet họ bị hack trong những ngày vừa rồi. Thì mình cũng đã có một cái dòng ở trên trên kênh Telegram của mình thông báo cho mọi người về cái vấn đề này. Vậy thì thực hư cái chuyện này là ra sao? Thực chất thì ví My Ether Wallet không bị hacker xâm nhập vào và bị hack như như cách chúng ta tưởng tượng.
mà nó sẽ diễn ra như sau. Có nghĩa là khi mà chúng ta truy cập vào cái trang web myetherwallet.com thì chúng ta vẫn gõ myetherwallet.com như bình thường, nhưng mà cái trang web hiện trên màn hình chúng ta lại là một cái trang web khác được mạo danh và có cái giao diện giống hệt như là myetherwallet xịn. Thì họ hacker họ làm như vậy, họ thay đổi cái IP trên Google. Thì các bạn chỉ cần hiểu đơn giản là họ thay đổi cái IP trên Google, và khi chúng ta truy cập vào cái trang web myetherwallet.com thì nó lại hiện ra một cái trang web khác mà nó không phải là trang web chính thức. Thì khi mà các bạn nhập private key vào thì hacker họ dễ dàng họ lấy được cái thông tin đó và họ truy cập vào cái ví myetherwallet của các bạn để mà hack được cái số tiền ở trong đó. Thế thì cái cách thức để mà chúng ta có thể ngăn ngừa cái điều này, nó là một cái cách thức mà không phải là quá khó khăn và ai cũng có thể làm được, tuy nhiên là chúng ta sẽ phải để ý. Thì các bạn để ý là khi mà chúng ta truy cập vào trang web myetherwallet.com thì ở bên cạnh đó sẽ có cái phần hình chìa khóa, hình cái ổ khóa. Thì cái hình ổ khóa này nó chứng minh một điều rằng là cái địa chỉ trang web của các bạn truy cập vào là đã được bảo mật. Và khi mà các bạn kích vào ấy, thì các bạn sẽ thấy một cái dòng ở đây là certificate thì là valid, đúng không ạ? Các bạn kích vào nữa thì các bạn sẽ thấy là this certificate is valid, có nghĩa là cái trang web này của các bạn truy cập vào là đã được chứng thực và đây là trang web chính thức của ví MyTheWallet. Trong những cái ngày vừa rồi thì cái trang web fake sẽ không có cái dấu tích màu xanh và không có cái dòng this certificate is valid này, và nó chứng tỏ đây là một cái trang web giả mạo. Thì các bạn trong thời gian tới thì các bạn lưu ý, đặc biệt lưu ý cái này giúp mình, thì nó là một cái thao tác rất là đơn giản nhưng mà nó sẽ giúp chúng ta bảo vệ vốn rất là nhiều. Đó là liên quan đến cái vấn đề check thông tin, check certificate khi mà các bạn truy cập vào bất cứ một cái trang web nào không chỉ là MyTheWallet đó, thì các bạn phải check xem là certificate nó có valid hay không. Nếu mà là chuẩn thì chúng ta mới đánh cái private key chúng ta vào. Và các bạn không nên download cái ứng dụng MyEtherWallet ở trên cái hệ điều hành Android. Thì mình cũng đã có một số người đã phản ánh với mình là họ đã download nhầm cái ứng dụng fake và họ đã bị hack cái số tiền ở trong đó. Thì điều này là cái điều không đáng có. Cái hệ điều hành Android là cái hệ điều hành mà những cái ứng dụng giả mạo ấy, họ đăng lên đó một cách rất là dễ dàng, nó khó hơn là so với hệ điều hành iOS. iOS thì cái mức độ bảo mật nó tốt hơn. Thế nên là các bạn không nên download những cái ứng dụng về ví MyEtherWallet vào cái điện thoại của các bạn, mà các bạn hãy dùng máy tính để mà truy cập, và sau khi truy cập thì các bạn dễ dàng check được xem là cái trang web đó có phải là trang web thật hay không. Kể cả mình dùng iPhone nhưng mà mình cũng không dùng những cái ví ở trên cái điện thoại của mình, mà hoàn toàn là mình dùng máy tính, laptop để mà mình truy cập vào để mà có thể giảm tối thiểu cái khả năng mà bị hack. Đó, thì đấy là cái thông tin mình nghĩ là rất quan trọng, mình muốn update cho mọi người. Một cái thông tin tiếp theo liên quan đến cái đồng coin Kyber, cái nền tảng Kyber Network là cái sàn giao dịch, cái sàn giao dịch Kyber Network là cái sàn giao dịch phi tập trung và do một CEO của Việt Nam đứng lên điều hành. Thì mình đã từng đề cập đến cái đồng coin Kyber ở trong cái video những đồng coin tiềm năng trong tháng 4 và tháng 5 cách đây 2 tuần. Thì các bạn nào xem thì các bạn đều biết là mình đã có đề cập đến cái đồng Kyber này, và cái đồng Kyber đợt vừa rồi thì có liên tiếp 2 sự kiện đã khiến cho giá trị của đồng coin này tăng trưởng rất là nhanh. Cái sự kiện thứ nhất đó là đồng Kyber họ có cái sự hợp tác với cả ví MyEtherWallet, bởi vì Kyber Network là một cái sàn phi tập trung, thế nên là cái việc liên kết đến ví MyEtherWallet nó rất là quan trọng. Nó giống như là các bạn giao dịch trên cái sàn EtherDelta thì các bạn sẽ phải nhập cái thông tin ví MyEtherWallet vào, thì sàn Kyber Network cũng như vậy, nó là một cái sàn phi tập trung chứ nó không phải là một cái sàn tập trung như là Binance. Thì cái sự hợp tác giữa Kyber Network và MyEtherWallet là một cái sự hợp tác mà rất là đáng chờ đợi đối với cái sàn giao dịch này. Và một cái thông tin thứ hai đó là liên quan đến cái việc là sàn à, đó là liên quan đến cái việc cái đồng Kyber sẽ được lên sàn Bitham. Bitham là một cái sàn giao dịch của Hàn Quốc, là một cái sàn đang rất là nổi, và hai cái thông tin này đã liên tiếp đẩy giá của Kyber Network tăng lên hơn 60% trong ngày hôm qua. Và nếu như các bạn nào mà mua được vào ngày trước ngày 25 tháng 5 thì các bạn đã gần như là lấy 2 tài sản khi mà giá của cái đồng coin này tăng từ mức thấp nhất là 1,8 lên mức cao nhất là hơn 3,3 đô. Như vậy là cái mức tăng rất là cao và cái lợi nhuận rất là lớn. Thì mình không rõ là khi mà xem xong cái video video này của mình thì có bạn nào đã mua cái đồng Kyber không, và nếu mà có bạn nào mua thì mình cũng hy vọng là các bạn đã xả được vào ngày hôm qua, thì khi đó giá của Kyber Network đạt đến đỉnh điểm. Thì hy vọng là các bạn cũng đã xả được vào ngày hôm đó.
Thì đấy là cái thông tin liên quan đến Kyber Network thì mình sẽ cố gắng tiếp tục cập nhật thêm cho các bạn trong tương lai. Cái thông tin tiếp theo đó là cái thông tin khá là thú vị khi mà hôm qua là một cái ngày mà đánh dấu đồng coin thứ 17 triệu của Bitcoin được sinh ra. Như vậy là trên toàn thế giới hiện tại đã có 17 triệu coin đã được đào và chỉ còn 4 triệu coin nữa được đào thôi. Và kể từ khi được ra đời là từ năm 2009 cho đến nay, có nghĩa là gần một thập kỷ, Bitcoin đã đào được 17 triệu coin. Vậy thì 4 triệu coin còn lại sẽ được đào trong cái thời gian là bao nhiêu? Câu trả lời có thể là sẽ khá là bất ngờ đối với rất là nhiều người. Bởi vì cái đồng Bitcoin và cái nền tảng Bitcoin vốn khá là nổi tiếng về cái việc là cái giới hạn 21 triệu coin của họ. Nhưng mà tuy nhiên ấy, cái thuật toán của Bitcoin họ quy định rằng là sau mỗi một lần 200 mỗi sau mỗi 210.000 khối được đào ra thì cái độ khó khi mà đào được Bitcoin tăng lên rất là nhiều và cái số lượng Bitcoin nhận được thì giảm đến một nửa. Có nghĩa là trước đây vào cái thời gian đầu ấy, thì Bitcoin đào được một các thợ đào sẽ đào được 50 Bitcoin trên một khối. Sau đó thì giảm xuống còn 25 Bitcoin trên một khối và kể từ tháng 7 năm và kể từ năm 2017 đến nay thì Bitcoin chỉ đạt một khối được 12,5 Bitcoin thôi và con số này sẽ tiếp tục giảm trong tương lai dẫn tới cái việc là 4 triệu coin còn lại sẽ được đào hết trong vòng 120 năm nữa. Có nghĩa là vào năm 2100 nhớ không nhầm là bao nhiêu nhỉ? Có cái thông tin ở trên tờ báo này mà mình không rõ là họ ghi ở đâu. Vào năm 120 đấy, 2140 thì vào năm 2140 thì đồng Bitcoin cuối cùng sẽ được đào. Đó, thì với cái việc là độ khó của Bitcoin tăng ngày một tăng lên và cái số lượng Bitcoin trong một khối đào được ngày được càng giảm đi thì chắc chắn là cái độ hiếm của Bitcoin sẽ được còn tăng tăng lên rất là nhiều trong thời gian tới. Tuy nhiên là các bạn sẽ phải phân biệt là giữa cái việc là cái độ hiếm và cái giá trị thì cái độ hiếm nó sẽ góp phần tạo nên cái giá trị của Bitcoin. Tuy nhiên là nó cũng không phải là cái nhân tố hoàn toàn quyết định giá trị của Bitcoin. Bởi vì giá trị của Bitcoin theo theo mình nghĩ thì hiện tại sẽ được định giá phần lớn là bởi vì tâm lý của thị trường cũng như là bị đẩy lên hoặc là đè xuống là bởi vì những cái quy định của chính phủ. Đó, thế nên là cái tâm lý của thị trường mới là cái quan trọng. Họ chấp nhận giá Bitcoin ở cái mức bao nhiêu và nếu như trong vòng 120 năm nữa mà Bitcoin vẫn có thể được ứng dụng trong đời sống và vẫn có thể làm một kênh đầu tư thì giá của vị trị của Bitcoin sẽ được đẩy lên rất là mạnh. Tuy nhiên là nếu mà có cái khả năng này khó có thể xảy ra, có nghĩa là có nhiều quốc gia cấm không thanh toán Bitcoin và Bitcoin trở nên bế tắc thì kể cả Bitcoin có được giới hạn là 21 triệu coin đi chăng nữa thì nó cũng không phải là một cái đồng coin có giá trị. Đó thì đấy đó, đấy các bạn sẽ phải phân biệt khá là rõ giữa cái việc là độ hiếm và giá trị. Thì độ hiếm góp phần tạo nên giá trị nhưng nó không phải là tất cả. Và với cái việc Bitcoin vẫn đang gặp khá là nhiều thử thách liên quan đến vấn đề pháp lý thì chúng ta sẽ cần phải xem đợi xem là Bitcoin sắp tới cái tương lai nó sẽ như thế nào và để mà có thể khẳng định Bitcoin lên được 1 triệu đô hoặc là 100.000 đô thì Bitcoin sẽ cần phải vượt qua 20.000 đô. Trước mắt là chúng bước Bitcoin sẽ phải vượt qua được cái con số 20.000 đô thì chúng ta mới nghĩ tới cái chuyện là Bitcoin sẽ có thể đạt được 1 triệu đô hay không. Đó. Thì đấy là một cái thông tin mình nghĩ là cũng khá là thú vị liên quan đến Bitcoin. Một thông tin khác liên quan đến đồng Ripple thì Ripple là một cái đồng coin khá là đặc biệt và cái nền tảng Ripple nó không như là những cái nền tảng phi tập trung khác và có lẽ là mình sẽ dành riêng một cái video chia sẻ cho các bạn liên quan đến cái đồng Ripple. Tuy rằng Ripple là một cái đồng coin khá là nổi tiếng hiện tại đang đứng số 3 trên bảng xếp hạng, tuy nhiên là cũng không không phải là nhiều người nắm được thực chất cái đồng coin này hoạt động như thế nào và ứng dụng ra sao thì mình cố gắng sẽ có một cái video riêng. Thì Ripple họ vừa mới thông báo là họ sẽ có 5 đối tác mới, đó chính là Fair FX, Exchange for Free, Rational FX, Unis Pay và Money Match. Thì đây là những cái đối tác sẽ giúp cho cái nền tảng Ripple có tức là giúp cho cái đồng coin Ripple họ sẽ ứng dụng được trong cái lĩnh vực tài chính và sẽ mở rộng cái thị trường của Ripple nhiều hơn. Thì ngoài 5 cái đối tác này ra thì Ripple còn một cái đối tác nữa, đó chính là Revolut. Thì đây là một cái ứng dụng chuyển tiền toàn cầu và đây là một cái startup. Và startup này hiện tại thì đã chấp nhận Bitcoin, Ethereum và Litecoin và Ripple sẽ là đồng coin thứ tư được chấp nhận thanh toán trên cái ứng dụng này. Thì với nhiều đối tác như vậy thì Ripple sẽ có cái khả năng rất tăng trưởng khá là nhanh trong tương lai.
Và vậy thì rất là nhiều người hỏi là Ripple trong thời gian tới sẽ có cái mức tăng hoặc là giảm giá như thế nào. Thì các bạn hãy xem cái biểu đồ của Ripple thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái khả năng có thể xảy ra. Đó, thì các bạn có thể thấy là chúng ta vận dụng cái kiến thức về vùng kháng cự và hỗ trợ, thì các bạn có thể thấy là Ripple sẽ có hai cái vùng kháng cự ở phía trước, đó là vùng 93 Satoshi và vùng 102 Satoshi. Các bạn có thể thấy là ở cái vùng 102 là một cái vùng mà rất nhiều người đu đỉnh ở trên này. Thế nên là trong thời gian tới, nếu mà các bạn quan sát Ripple vượt qua được cái mức 93 Satoshi thì mục tiêu tiếp theo của Ripple sẽ là 102 Satoshi. Tuy nhiên là cái quãng thời gian để mà có thể lên được cái target này cũng khá là dài, không phải là trade ngắn hạn. Các bạn nào mà muốn an toàn và các bạn muốn vào ấy thì các bạn phải theo dõi cái xu hướng của Ripple xem là có phá được cái đường hỗ trợ 93 Satoshi hay không. Đó, nếu phá được và Ripple có cái xu hướng tăng lên thì rất có thể mục tiêu tiếp theo của Ripple sẽ là 102 Satoshi. Thì các bạn có thể cân nhắc, đúng không ạ? Mình thì mình sẽ không khuyên các bạn là có nên vào Ripple trong thời điểm này hay không. Tuy nhiên là mình sẽ đưa ra các khả năng cho các bạn để các bạn cân nhắc. Và nếu như các bạn vào Ripple thì cái mức chốt lãi, cái mức cắt lỗ của các bạn nó sẽ nằm ở dưới phần này, đúng không ạ? Cái phần là khoảng 88, 85 Satoshi. Đó, thì các bạn nếu vào các bạn sẽ set được cái mức cắt lỗ ở bên dưới và set target trước hết là ở 93 Satoshi. Và nếu như vượt qua 93 Satoshi thì rất có thể Ripple sẽ tiến lên tiếp 101 Satoshi. Thì các bạn hãy xác định được cái vùng cắt lỗ và cái vùng kháng cự, cái vùng kháng cự và cái vùng hỗ trợ để chúng ta đưa ra được cái mức cắt lỗ và chốt lãi hợp lý. Thì đó là liên quan đến cái đồng coin Ripple. Và cái thông tin cuối cùng mình muốn update đến các bạn đó là thông tin liên quan đến sàn giao dịch MTGOX. Thì MTGOX có lẽ là một cái tên mà khiến rất là nhiều người cảm thấy lo sợ khi mà nhắc đến, khi mà cái tên này gắn liền với những cái đợt giảm giá của Bitcoin trong quá khứ. Thì MTGOX hiện tại đã có một cái sự dịch chuyển Bitcoin và Bitcoin Cash trong cái ví của họ. Đó là 16.000 Bitcoin và 16.000 Bitcoin Cash đã rời khỏi ví lạnh của MTGOX và vẫn chưa có cái thông báo xác định chính xác rằng là cái địa chỉ ví nhận được cái số số coin này là có phải là địa chỉ ví sàn hay không. Bởi vì nếu mà nó là một địa chỉ ví sàn thì rất có thể họ sẽ thanh toán cái số Bitcoin và Bitcoin Cash này để mà có thể chi trả được nợ nần cho những cái nạn nhân trong cái vụ sập sàn vào năm 2014. Tuy nhiên là vẫn chưa có một cái thông báo chính xác liên quan đến cái chủ đề này. Thì các bạn có thể thấy là 16.000 Bitcoin đã được chuyển đi thông qua hai ví, đúng không ạ? Mỗi một ví là 8.000 Bitcoin và 16.000 Bitcoin Cash được chuyển đi thông qua bốn ví, mỗi một ví là 4.000 Bitcoin Cash. Và rất có thể là họ sẽ có cái xu hướng là bán xả cái số Bitcoin Bitcoin Cash này. Tuy nhiên là chúng ta cũng không cần phải quá hoang mang khi mà cái thông tin này vẫn chưa xác nhận là cái ví nhận được có phải là ví lạnh hay là ví sàn hay không. Và hơn thế nữa, nếu mà họ xả thì họ sẽ chọn cái mức giá tốt để họ xả. Bitcoin đang có cái xu hướng là tăng lên 9.800, cái mục tiêu tiếp theo của Bitcoin là 9.800 và mục tiêu cao hơn là 11.200. Thì nếu như họ muốn xả thì họ sẽ chọn cái thời điểm mà giá của Bitcoin tăng trưởng mạnh để họ xả, chứ không tội gì họ xả ngay bây giờ. Có thể là 9.800 hoặc có thể là 11.200. Thì khi đó sẽ là một cái thông tin mà chúng ta sẽ cần phải giữ ở trong đầu, đó là cái giá trị của Bitcoin có thể sụt giảm khi mà gặp những cái đường kháng cự, thì chúng ta hãy chuẩn bị tinh thần cho cái việc điều này. Mình không muốn làm hoang mang các bạn, nhưng mà các bạn hãy giữ trong đầu một cái suy nghĩ rằng là chúng ta khi mà đạt đến cái vùng kháng cự thì chúng ta luôn phải có cái mức cut loss để mà có thể đảm bảo rằng cái tài khoản của chúng ta tuy giảm nhưng mà chúng ta không bị cháy tài khoản. Đó, thì đấy là cái thông tin mà mình muốn cập nhật với các bạn. Có những cái thông tin gì mới liên quan đến cái sàn MTGOX thì mình sẽ tiếp tục cập nhật cho mọi người. Ok, đó là tất cả những cái thông tin trong ngày hôm nay. Và nếu như các bạn thấy video này hữu ích, hãy like cũng như là comment ý kiến của các bạn. Và đừng quên là 9 giờ tối nay mình sẽ cho ra mắt cái group trading, thì sẽ giúp các bạn nhận được tín hiệu một cách tốt hơn. Sắp tới mình sẽ cố gắng là review cái đồng tròn cho các bạn. Sau đó thì mình sẽ xem là các bạn quan tâm đồng coin nào nhất thì mình sẽ review, có thể là EOS, có thể là Ripple. Có rất là nhiều bạn yêu cầu mình review các đồng coin khác nhau thì mình sẽ ưu tiên những cái đồng coin nào mà có nhiều người quan tâm hơn. Ok không ạ? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Xin chào.